Nghĩ coi, Vaseline nó làm gì nó hút mụn. Bà dùng nhiệt độ lên da, như vậy là da nó nhạy cảm mà bà còn nặng mụn, nó thấy da bà đỏ quét không? Vậy đó mà cái clip này mọi người coi nè, tim với bình luận chia sẻ một đống. Nghĩ cái gì vậy? Trời đất ơi, thời đại nào mấy đứa? Hiện đại lên, công nghệ lên, 4.0 lên. Xin chào các bạn thí sinh. Hôm nay thầy rất là vinh dự thông báo với các bạn một cái tin vui của trường Đặng Văn Lan. Đó là trường đã đăng ký mở một cái ngành hoàn toàn là mới, đó là ngành công nghệ thẩm mỹ. Cái ngành công nghệ thẩm mỹ này á, là cái ngành mà lần đầu tiên được mở ở Việt Nam. Và Văn Lan là đơn vị tiên phong trong cái việc mở cái ngành này. Nhiều bạn thí sinh thắc mắc là như vậy cái ngành này ở bậc đại học với lại những cái ngành mà thuộc ở cái nhóm nghề thì nó khác nhau như thế nào đó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn cái ngành công nghệ thẩm mỹ là gì đó. Thì cái ngành công nghệ thẩm mỹ này á, là nhà trường tập trung đào tạo các bạn về các cái công nghệ, về ứng dụng các công nghệ để làm sao tạo ra được các cái loại mỹ phẩm, những cái thực phẩm chức năng được sử dụng trong cái vấn đề làm đẹp. Và các bạn cũng được đào tạo là làm sao để sử dụng mỹ phẩm đó nó có hiệu quả. Và chúng ta thực sự là hiểu mỹ phẩm để sử dụng mỹ phẩm. Và đồng thời cái chương trình đào tạo cũng đào tạo cho các bạn các cái kỹ thuật ứng dụng mỹ phẩm đó, các kỹ thuật ứng dụng mỹ phẩm để các bạn có thể sử dụng nó trong các cái thẩm mỹ viện đó. Như vậy thì đối với lại cái đào tạo nghề đó, thì người ta chủ yếu là đào tạo các bạn sử dụng các kỹ thuật đó. Còn ở bậc đại học chúng ta được học những cái kiến thức nền tảng về sinh học, về hóa học, về dược học để làm sao chúng ta thực sự hiểu một cái sản phẩm mỹ phẩm là như thế nào. Và đến cái giai đoạn sau cùng, đó là các bạn sẽ được đào tạo làm sao để chúng ta có thể hiểu được cái quá trình sản xuất mỹ phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn là như thế nào. Đó là liên quan đến công nghệ sản xuất đó. Và làm sao các bạn có thể quản lý được toàn bộ cái quá trình sản xuất đó. Từ lúc mà các bạn tiếp nhận các cái nguyên liệu đầu vào đến khi chúng ta sản xuất, kiểm soát nguyên liệu, công bố sản phẩm và thương mại những cái sản phẩm này nó như thế nào đó. Đồng thời thì nếu như mà các bạn nào mà muốn đi về cái hướng gọi là ứng dụng mỹ phẩm để làm việc trong các cái thẩm mỹ viện, hoặc là các bạn có thể tự mở một cái thẩm mỹ viện, một cái trung tâm làm đẹp cho riêng mình ấy, thì nhà trường cũng hỗ trợ cho các bạn học để lấy những cái chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ. Thời gian đào tạo của chúng ta là 3.5 năm, và chúng ta sẽ có tất cả là 3 giai đoạn để học tập. Giai đoạn một là giai đoạn chúng ta học những cái kiến thức cơ bản. Hai là chúng ta sẽ học những cái kiến thức của ngành, và ba là cái kiến thức chuyên sâu. Đó. Thì
hai giai đoạn đầu là hai giai đoạn mà tất cả các sinh viên sẽ học chung với nhau, và giai đoạn cuối là giai đoạn mà sinh viên sẽ chọn những cái hướng chuyên sâu. Chúng ta không có chia chuyên ngành nhưng mà chúng ta sẽ có những cái môn tự chọn. Ví dụ như có những bạn thích đi làm ở các cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm chẳng hạn, thì các bạn sẽ có những cái học phần liên quan đến cái vận hành của nhà máy, liên quan đến cái máy móc thiết bị tại nhà máy, liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng của nhà máy. Còn những các bạn nào mà thích về ứng dụng mỹ phẩm, muốn làm việc trong các thẩm mỹ viện hoặc là muốn tự mình mở các thẩm mỹ viện, thì chúng ta sẽ có những cái học phần liên quan để các bạn chọn. Liên quan đến cái việc mà chế tạo các loại mỹ phẩm ấy, thì ở đây, ví dụ như ở đây chúng ta có một số các cái mỹ phẩm mà các thầy cô ở khoa công nghệ đã tạo ra và đã chuyển giao nó cho các doanh nghiệp để sản xuất và ứng dụng, đang được ứng dụng ở ngoài thị trường. Các sản phẩm này á, nó là một cái quá trình nghiên cứu. Từ khi mà chúng ta có được cái ý tưởng làm sao để tạo ra một cái mỹ phẩm, chúng ta đi từ những cái nguồn nguyên liệu đơn giản và chúng ta hãy sử dụng nó làm sao để cuối cùng chúng ta có một cái sản phẩm hoàn thiện như thế này và có thể đến được tay của người tiêu dùng. Đừng có căng thẳng quá, mấy cái nào mà khó quá thì khỏi làm. Giỡn đó mấy má, khó quá thì chia nhỏ ra từ từ làm nha. Đầu tiên chúng ta phải học những cái kiến thức cơ bản về sinh học cơ thể chẳng hạn, hoặc là về hóa học, hoặc là về dược học chẳng hạn nha, để chúng ta có một cái kiến thức nền tổng quát. Sau đó thì chúng ta mới đi vào cái kiến thức của ngành. Đó là chúng ta sẽ đụng đến các cái vấn đề về làm sao để chúng ta có thể chiết xuất các cái dược chất, các cái nguồn nguyên liệu, các cái hợp chất từ trong cái nguồn nguyên liệu đơn giản như thế này. Cái thực phẩm chức năng mà ứng dụng trong làm đẹp á, nó cũng là một cái vấn đề rất là hot hiện nay. Các doanh nghiệp đang có xu hướng là sẽ sản xuất nhiều hơn các cái thực phẩm chức năng mà ứng dụng trong làm đẹp. Ví dụ như ở nữ, người ta có những cái dạng thực phẩm chức năng mà uống vào thì nó làm sáng, trắng sáng da, uống vào thì nó sẽ giúp da trẻ hóa hơn, uống vào thì nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng sinh lý phụ nữ chẳng hạn. Còn ở nam thì nó cũng có những cái loại thực phẩm chức năng dùng cho nam liên quan đến cái nhu cầu về làm sao để giảm mỡ, làm sao để tăng cơ, vân vân. Ôi trời ơi, trời ơi, thấy ghê gớm chưa? Khi mà các bạn đăng ký nhập học tại thời điểm bắt đầu của năm học mới, thì các bạn nhận được một cái dự án sản xuất mỹ phẩm, một cái dự án sản xuất thực phẩm chức năng, thì các thầy cô sẽ trực tiếp tư vấn để các bạn lựa chọn cái hướng đi của mình. Tại vì nghiên cứu một cái mỹ phẩm nó phải là một cái quá trình đó, và nó phải có một cái mục tiêu cụ thể ngay từ đầu. Khi mà thầy giao cho các bạn các cái dự án như vậy á, thì các bạn đang hướng tới những cái mục tiêu trong 3 năm rưỡi học đại học đó. Và đến khi đến lúc mà các bạn ra trường á, thì các bạn đang sẽ có một trong sẽ có trong tay của mình một cái sản phẩm khá là hoàn chỉnh, và cái sản phẩm đó nó đã được trải qua cả một cái quá trình từ lúc chúng ta lên ý tưởng đến lúc chúng ta lý giải được là cái việc lựa chọn cái nguyên liệu nó như thế nào, rồi đến việc là chúng ta phải lý giải được là cái công nghệ chiết xuất nào là phù hợp với lại cái mục tiêu của mình. Và sau khi chiết xuất xong thì chúng ta sẽ được học là chúng ta cái cách phối trộn, bào chế ra một cái mỹ phẩm là nó như thế nào. Và tiếp theo đó chúng ta có một cái mỹ phẩm mình gọi là cái mỹ phẩm sơ khởi, một cái mỹ phẩm sơ khởi, thì chúng ta mới làm đến thêm một việc nữa, đó là chúng ta phải thử nghiệm cái mỹ phẩm đó xem là nó có đạt được cái mục đích chúng ta mong muốn hay không đó. Và nếu như thử nghiệm xong
nha, thì chúng ta sẽ đóng gói lại thành một cái báo cáo khoa học hoàn chỉnh, và các bạn có thể dùng nó là một cái khóa luận tốt nghiệp. Thì đó là cái lộ trình mà các bạn sẽ đi trong suốt cái quá trình học tại Văn Lang đối với cái ngành công nghệ thẩm mỹ. Nhưng mà hả, làm cái gì cứ làm nhiệt tình đi mấy má, làm thử mà như làm thiệt cho tôi. Fighting! Hiện tại thì khoa công nghệ đang có 6 phòng thí nghiệm với các cái đầy đủ các cái thiết bị, máy móc liên quan đến các cái công nghệ chiết xuất, liên quan đến các cái công nghệ bào chế. Và một cái bằng chứng rõ ràng nhất là khoa công nghệ đã có được những cái sản phẩm rất là cụ thể để chuyển giao cho doanh nghiệp. Khoa công nghệ cũng đang đầu tư một cái phòng thực hành ứng dụng mỹ phẩm. Sinh viên có thể sử dụng các cái sản phẩm do mình tạo ra để mà thử nghiệm, và đồng thời các bạn sinh viên thì cũng có thể là đăng ký làm việc ở các cái phòng thực hành này. Tại vì định hướng của khoa là tạo ra những cái việc làm thêm cho các bạn tại phòng thực hành. Do là khoa mở muốn là sử dụng cái phòng này để mà cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc da cho cộng đồng của Văn Lang. Tinh tinh, wow. Về việc làm thì cái ngành công nghệ thẩm mỹ này nó có một cái phổ việc làm rất là rộng. Một số các vị trí như là ví dụ như là chuyên viên nghiên cứu sản xuất mỹ phẩm, chuyên viên vận hành sản xuất, chuyên viên về kinh doanh mỹ phẩm, chuyên viên viết content về mỹ phẩm. Hiện tại đang rất là thiếu, vì cái người mà viết content là một cái người mà am hiểu, rất am hiểu về mỹ phẩm. Vì chúng ta viết để chia sẻ, viết để nâng cao giá trị của một cái thương hiệu của mỹ phẩm lên. Đối với lại cái mảng ứng dụng mỹ phẩm, tức là chúng ta sẽ làm việc ở các cái trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da ví dụ ha, thì nó có rất là nhiều vị trí ở trong này ha, đi từ vị trí là kỹ thuật viên cho đến vị trí là tư vấn chăm sóc khách hàng, rồi vị trí là quản lý. Đối với lại sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thẩm mỹ thì chúng ta sẽ các bạn sẽ được trải nghiệm qua các cái vị trí này để làm sao mà khi ra trường chúng ta có thể đảm nhiệm được nhiều cái vị trí cao ở trong một cái cơ sở thẩm mỹ. Khi nói về cái mức lương ấy, thì đây là một cái câu hỏi mà cực kỳ quan trọng khi mà thí sinh chọn cái ngành học. Đối với là cái ngành công nghệ thẩm mỹ này á, thì theo cái khảo sát của thầy qua 6 tháng vừa qua á, thì cứ mỗi một tháng như vậy á, thì thầy tìm ra được khoảng 5.000 việc làm, 5.000 vị trí việc làm. Và thầy cũng đã thử thống kê các cái vị trí việc làm mà nó đòi hỏi cái quyền học tốt nghiệp đại học có chuyên môn vững vàng á, đó, thì thầy lọc ra những cái vị trí đó thôi. Vậy thì cái mức lương mà theo thầy khảo sát á, thì nó rơi vào khoảng từ 15 cho đến 30 triệu một tháng cho sinh viên tốt nghiệp của ngành này. Đối với sinh viên nào mà vào học cái ngành này rồi á, khi mà nhập học thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn cái mức lương tương lai của các bạn. Mỗi một người, mỗi một sinh viên á, khi mà nhập học á, thì thầy sẽ hỗ trợ để tư vấn cho các bạn về cái kế hoạch học tập cá nhân của mình. Thầy sẽ giúp các bạn mỗi người có một cái nghề, một cái vị trí việc làm tương lai. Và thầy cũng sẽ giúp cho các bạn là làm sao các bạn đi đến cái vị trí nghề nghiệp tương lai đó. Như vậy thì nếu các bạn đi đúng thì các bạn sẽ biết được là trong tương lai của các bạn mức lương nó là bao nhiêu. Hiện tại thì đối với lại liên kết với doanh nghiệp á, để các bạn có thể đi làm sớm hoặc là đi thực tập sớm tại các doanh nghiệp nè, thì trong đó là có các cái doanh nghiệp về liên quan đến sản xuất mỹ phẩm nè, các cái doanh nghiệp liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng nè, rồi các cái doanh nghiệp liên quan đến chăm sóc da nè, đó thì khoa cũng đã ký các cái hợp tác liên kết với các doanh nghiệp này. Và trong cái chương trình đào tạo á, ở cuối năm thứ nhất thì sinh viên
sau khi hoàn thành cái nhóm học phần về các kỹ thuật ứng dụng mỹ phẩm ấy, thì khoa có thể giới thiệu cho các bạn đi làm bán thời gian tại các cái trung tâm thẩm mỹ. Năm 2019, một bộ sản phẩm trắng da có tên là FOY, tự viết tắt của Fountain of Youth, được quảng cáo như là tiên dược giúp trắng da siêu tốc, nào là chiết xuất nhau thai kiều, nào là liệu pháp tế bào gốc đến từ Thụy Sĩ, sản xuất tại Hoa Kỳ, mang lại cho bạn nhiều lợi ích về sức khỏe, chống lão hóa và làm đẹp. Tất nhiên là công thức để tiếp thị sản phẩm này cũng là cho nó trên tay nhiều người đẹp của giới giải trí. Ngay sau đó, Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế đã khẳng định là từ năm 2014 đến nay, sản phẩm này chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm của FOY. Nếu như phát hiện việc lưu hành sản phẩm bất hợp pháp thì đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng tại địa phương. Vào tháng 10 năm 2017, một sự việc rúng động cả ngành mỹ phẩm và làng giải trí khi mà Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên nhiên Teas Việt Nam, địa chỉ là tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, có lô hàng mỹ phẩm giả với 14.000 hộp trị giá hơn 11 tỷ đồng, gồm nhiều mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc da, thực phẩm chức năng đều chưa được xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm. Nhiều dòng sản phẩm làm trắng da thì có nhãn mác ghi giả là sản xuất tại New Zealand hay Hàn Quốc, nhưng thực chất là được làm tại kho xưởng tạm ở quận Hà Đông. Và đặc biệt là công ty này chiêu mộ một loạt người nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu như là Ngọc Trinh, Ốc Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh. Các nghệ sĩ này rất tích cực quảng bá cho các sản phẩm kém chất lượng bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên khi mà lô hàng giả bị phát hiện, một số nghệ sĩ mới chịu lên tiếng. Chúng ta nghe đâu đó mỹ phẩm ứng dụng tế bào gốc, nhưng mà thực chất những cái người bán hiện nay người ta chưa chắc hiểu về tế bào gốc và làm sao ứng dụng nó trong cái vấn đề là tạo ra một cái mỹ phẩm. Đối với lại sinh viên của cái ngành công nghệ thẩm mỹ thì các bạn được huấn luyện, được đào tạo về tế bào gốc, các bạn am hiểu tế bào gốc. Ví dụ như tế bào gốc ở da của mình nó có những cái chức năng, những cái tính chất gì trong cái vấn đề về tái tạo da. Liệu là chúng ta có những cái mỹ phẩm nào để nuôi dưỡng những cái tế bào gốc đó, để làm cho nó sinh sôi nảy nở, hoặc là nó có cái sự sống lâu dài để nó tạo ra cái da của chúng ta tốt hơn. Hoặc là đối với sinh viên của ngành ấy, thì các bạn sẽ hiểu được về cấu trúc của da. Cấu trúc của da nó gồm những cái sợi protein để nó tạo ra cái chức năng của da. Như vậy thì khi mà con người người ta càng lớn thì da càng lão hóa. Đó. Như vậy thì làm sao để duy trì cái sự sản xuất protein này để cho làn da của chúng ta lúc nào cũng trẻ và khỏe. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Hiện tại sinh viên của cái ngành công nghệ thẩm mỹ này á, các bạn sẽ am hiểu rất là sâu về mỹ phẩm. Trước đây người ta sẽ có là hóa mỹ phẩm. Bây giờ người ta trước đây là hóa mỹ phẩm, sau đó là người ta phát triển đến dược mỹ phẩm, và bây giờ là người ta sẽ có cái xu hướng là mỹ phẩm sinh học. Thì ở Văn Lang á, và đối với lại khoa công nghệ á, thì cái ngành công nghệ sinh học là cái ngành mà đã được nhà trường đào tạo 26 năm nay rồi. Do vậy mà các thầy cô có một cái kiến thức nền rất là tốt về sinh học rồi. À, tại sao thầy lại đến với cái lĩnh vực công nghệ thẩm mỹ này? Thật ra là cái khao khát của thầy á, nó đã có từ rất là lâu. Vì thầy thấy được là một cái thị trường về sản xuất, về ứng dụng các cái loại mỹ phẩm thì rất là lớn. Nhưng mà cái sự chuẩn mực trong cái vấn đề sản xuất và cũng như là ứng dụng các mỹ phẩm tại các cái cơ sở thẩm mỹ, hoặc là thậm chí là sử dụng mỹ phẩm cá nhân tại nhà, nó chưa có một cái chuẩn mực nhất định. Đó, dẫn đến là cái việc là chúng ta mua những cái mỹ phẩm mà nó thực sự chưa mang lại hiệu quả, đôi khi nó lại mang lại những cái rủi ro. Thay đổi được cái nhận thức của người tiêu dùng để chuẩn hóa cái việc nghiên cứu, cái việc sản xuất mỹ phẩm ở Việt Nam ấy, thì thầy ấp ủ cái việc mở ngành này từ rất là lâu, và đến bây giờ thì nó trở thành hiện thực đó. Thì cái ngành này nó được mở ra thì thầy hy vọng là nó sẽ mang lại một cái thông điệp
mang lại một cái giá trị thực sự là tích cực, thực sự là giúp cho cộng đồng, cho xã hội của chúng ta, làm sao để cuối cùng là con người chúng ta khi mà sử dụng mỹ phẩm thì họ được sử dụng những cái mỹ phẩm tốt nhất, họ được sử dụng những cái mỹ phẩm đúng với cái nhu cầu thực tế, với cái nhu cầu trị liệu hoặc là nhu cầu làm đẹp, và tránh những cái trường hợp là rủi ro hoặc là tai biến vì những cái sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng. Năm nay Văn Lang mở cái khóa tuyển sinh đầu tiên, và các bạn nào mà nhập học năm nay là các bạn đang mang trên mình một cái sứ mạng vừa là của trường Văn Lang mà cũng là một cái sứ mạng của bản thân các bạn, để làm sao chúng ta mang lại những cái giá trị tích cực đó, và lan tỏa nó ở trong cái cộng đồng, và đặc biệt là trong cái cộng đồng làm đẹp của Việt Nam, và ngày càng lan tỏa nó ra các cái cộng đồng các nước trên thế giới. Và thầy tin là những người nào mà đi trong lĩnh vực này, khi mà các bạn có một cái sản phẩm thì cái sản phẩm đó sẽ mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho các bạn trong cuộc sống. Nghĩa là gì? Nghĩa là đó là những cái nguồn thu nhập mà được doanh nghiệp, được cộng đồng trả lại cho những người nào mà chế tạo ra được các cái mỹ phẩm mà có giá trị ở trên thị trường.